Mình đến từ VNT Entertainment. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài Step Back của Girls on Top, một tổ hợp Avenger của SM Style. Và không chờ nữa, chúng ta cũng bắt đầu luôn nhé. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào lát đầu tiên. Các bạn sẽ đánh tay vào phần thắt lưng 2 lần và chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đi đầu tiên này, đánh tay 2 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay thì đầu tiên các bạn sẽ đánh, tiếp theo các bạn sẽ để tay đưa dần lên đó. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ đánh ngực. 1. Đánh ngực thì tay phải đập trái, sau đó 2 lần. 1, 2. Phải này, trái này, tay phải lên trước. Còn tay trái sẽ đi lên chỉ, thấy chưa? Tiếp theo nhảy lên. Hai tay rộng ra. Cua vào. 1, 2, chưa? Phải, trái. Next level của Espa, thấy chưa? Next level, chưa? Tiếp theo. Bắt đầu này. Tiếp theo, 1, đưa hai tay sang bên phải, trái, giữa. 1, 2, 3. Đó, hạ tay xuống vào. 1 và đẩy xong hết. Chỉ 1, 2, 3, 4 và có hông nhá. 1, 2, 3, 4. Bạn đưa tay ra sau thì mặt mình ra sau luôn. Step back, step back. Và tay phải và có hông. Chưa? Đây các bạn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, xoay tay trái. Đưa chân trái ra luôn. Tay phải thẳng. 1, 2, 3 và 4. Đó, đưa hai tay bằng nhau, đưa cao lên và mặt nhìn theo tay. Sau đó kéo chân. 1, 2, 3. Đó, bạn thu chân. Theo kéo. Và người hướng sang bên trái luôn và hất. 1 và 2. Thật chặt với nhé. Xuống này. Sau đó vuốt mặt, vòng tròn và chỉ. Và nhấc chân trái lên, đưa ra trước ạ. Lại lùi. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đánh tay phải, tay trái để thẳng này. 1, 2, đưa vòng tròn. 1, 2, chân này. 1, 2, đẩy lên. Đó, step back. Tay phải trước. Step back, dựa vào có chân này. Step back, step back. Đó, đẩy vào cái. Sau đó sẽ 1, nhún, nhún. Lại phải trước. 1, 2, chân này. Được chưa? 1, 2, bạn nhảy lên. Đó, lại tiếp tục step back, step back. Sau đó đá chân phải. 1, 2, phủ hai chân vào trước. 1, 2, 3 và 4. 1, 2, 3 và hất chân này. 5, 6, 7, 8. Và người chưa? Di chuyển vòng tròn sang bên phải trước và lại ra bên trái. Và nhìn này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đó. Sau đó lên tay, kéo và ra. Đó. Còn đây này, 1 và 2. Thu mặt. Để ra đây, sick and tired every day. Mở vòng tròn. Đã hết bài rồi, chúng ta cùng vào nhà luôn nhé. Hunter Entertainment.